thực sự là ngay bây giờ là con đang vui hay là con đang buồn? Hay vui. Con đang vui. Con đang vui. Vui được 5 giây không con? Rồi, đúng. Colos DHA cộng, thông minh sáng trí, đề kháng khỏe. Rồi, tuyệt vời, mới được 3 giây ha. Thôi là lát nữa thi với Hoàng Trung chứ thi với chị ba bất biến, chắc tôi biến luôn á. Bất động luôn. Chào Di. Chào Di. Chị ơi, em nhìn ở phía bên đội chị là em đã có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ rồi. Bởi vì đây là cô gái đã xuất sắc giành được 10 câu trả lời chính xác liên tiếp. Ghê chưa? Quá ghê. Mà biết sao không, khi lên trên kia nha, đang trả lời câu hỏi không cần bên dưới ai nhắc cả. Nếu mà ai nhắc là nói luôn nha: chú, con không cần chú nhắc, vì chú nhắc sai con không có muốn trả lời vậy đó. Nên chị ơi chị biết là điều gì chị phải làm. Trời ơi, mày con ơi, cô không bao giờ nhắc con bởi vì cô không có biết câu trả lời. Con không cần phải làm điều đó với cô. Tuy nhiên khi cô lên đó cô cần con nhắc. Ok. Hồi nãy đứng ở ngay góc á, bé nói: cô biết là thành tích cao nhất của con là trả lời được bao nhiêu câu không? Cái cô nói cô không biết, 10 câu. Trời ơi, bên này có ai 10 câu không? Ôi trời ơi. Bé đâu 10 câu rồi. Đây là ai mà mấy quen quá vậy? Bữa nay em chơi với Liêu Hà Trinh hả? Thấy cô bé nhà em rất là giống chị Liêu Hà Trinh không à? Đây là một nhân vật đình đám của Nhanh Như Chớp nhí. Chị ba bất biến à, chị ba bất biến đã quay trở lại với Nhanh Như Chớp nhí rồi mọi người ơi. Nhưng mà thực sự là ngay bây giờ là con đang vui hay là con đang buồn? Hay vui. Con đang vui. Con đang vui. Lá Lan là thần tượng của con. Con rất là thích bạn đúng không? Dạ. Mà hai bạn là bằng tuổi nhau không? Dạ không. Không một luôn. Một người 8 tuổi, một người 6 tuổi. Rồi, con là 6 tuổi. Tuổi. Đây, bạn con là 8 tuổi. Đúng dạ. Rồi. Mình có thể giới thiệu cho khán giả được không? Dạ. Con chào tất cả mọi người. Con tên là Nhã Lam. Năm nay con 8 tuổi, có học trường tiểu học Đào Sơn Tây. Con có biết cô Hòa Minzy không? Dạ biết. Con gặp cô, con có vui không? Ở dưới. Wow, vui quá. Rất vui khi gặp cô Hòa rồi. Vui quá à. Ngày, Hòa ơi Hòa, em chèn ép một hồi là bé cọc. Không có, không có. Con đang vui đúng không? Dạ. Rồi, đúng rồi. Cái biểu cảm đó, cô không có hiểu lắm á, lúc có vui không vậy? Dạ có, cô nói cái giọng vui là con vui. Ha. Vui. Tức vui. Là cái biểu cảm nó không quan trọng, quan trọng là cái giọng của con đúng không? Dạ. Rồi. Vui từ trong nội tại vui ra đồ đó. Trời ơi, tôi thích là từ mấy năm trước rồi bây giờ tôi mới được gặp á. Thế bây giờ quay trở lại mà không có thấy chú Trấn Thành có buồn không? Dạ. Nhưng mà có MC mới thì con vẫn thích. Ôi trời. Trời đất ơi. Bé đáo để ghê. Tôi không có biết nói thật hay nói đùa nữa. Nhưng mà cô Hà vẫn vui lắm. Chúc con sẽ thi thật là tốt nha. Ý là mình tự tin chưa ta? Dạ rồi. Dạ rồi hả? Rồi. Trong phim 5 anh em siêu nhân, một siêu nhân trung bình biến hình mất 5 giây. Vậy trong 25 giây siêu nhân biến hình thì đội quân yêu quái đang làm gì? Đang làm gì tùy nó. Nó muốn đứng, nó muốn ngồi, nó muốn nhảy, nó muốn làm gì kệ nó. Chính xác. Đây là một câu hỏi á. Chị có trả lời được không? Tất nhiên là không rồi. Bi gọi điện sang nhà Bo. Chị Bo bảo: thuê bao quý vị vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy số điện thoại của nhà Bo có gọi được hay không? Dạ được. Tại sao nhỉ con nhỏ? Tại vì cái người nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được là chị Google, còn chị của Bo trả lời là có thể được nhưng mà lại là thuê bao quý vị vừa gọi nữa cho nên được. Chính xác. Nhã Lam. Nhã Lam ơi, cái chị mà hay nói là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được á, đó là tổng đài con nha. Ha. Con ơi, con có thể thể hiện một cái niềm vui được không con? Ừ, vui quá, xinh lắm. Vui được 5 giây không con? Rồi, đúng. Rồi, tuyệt vời, mới được 3 giây ha. Thôi là lát nữa thi với Hoàng Trung chứ thi với chị ba bất biến, chắc tôi biến luôn á. Bất động luôn. Mai sau cô Hà mà có may mắn mà sinh được một em bé gái á, cô Hà chỉ muốn có một bạn gái như bạn Trâm Anh thôi. Trời ơi, dễ thương ơi là dễ thương. Rồi, bắt đầu nhá. Dạ. Xe lu, xe tải, xe nước mía đang cùng di chuyển ở trên đường thì hỏi Trâm Anh là có tổng cộng bao nhiêu tài xế đang lái xe? Thì 3 tài xế. Hoặc là có người khác người ta đi vô. Một đáp án là 3, một đáp án là bao nhiêu mình cũng không biết. Chưa chính xác rồi.
Có ai biết đáp án này không? Con cô ơi. Cô hỏi con. Câu hỏi này khó quá, nên là cô sẽ xin hỏi cô Khẳng Như nha con. Con ơi, trước tiên con có biết xe lu không? Theo kiến thức của cô, xe lu là cái xe mà cán nhựa đấy. Cái xe tải thì con biết rồi đúng không? Còn xe nước mía đâu có tài xế đâu. Và đáp án của cô là... xe nước mía thì chúng ta không cần động cơ, chúng ta chỉ cần đẩy một thiên đường thôi. Mọi người ơi, mọi người, được rồi. Một cái câu trả lời như vậy mà tại sao lại vỗ tay to như thế? Ủa, chứ làm gì có cơ hội vỗ tay tiếp theo? Nguyên chương trình ta không trả lời. Chị lại tự hào với cái kiểu như vậy được? Đừng có như tranh vậy. Tranh thủ rồi, tranh thủ. Người ta hiểu nhầm về tri thức của người ta đấy. Rồi. Nhanh nhẹn chất chí mùa 4 2022 trên kênh HTV2 V Channel lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần.